Đây là khu thi đua của anh nhỉ? Thi đua. Vâng. Hiện tại thì chúng tôi vừa bàn giao gia đình nhà anh Quyết đúng không? Anh Quyết ở tại khu thi đua Đồng Lạc, Yên Lập. Một chiếc sập thờ tứ linh gỗ mít chân 15. Nó kích thước là dài 1m97, cao 1m17 và sâu là 107. Đục theo mẫu tứ linh mang đi quy phượng. Trước mặt đây sản phẩm tôi vừa lắp đặt vào bàn giao gia đình đây thì gia đình vẫn chưa xem được giờ nên hiện tại là kê ngoài hiên này, đến lúc giờ thì sẽ giờ đẹp thì sẽ cho vào trong nhà. Trước mặt đây là anh Quyết đây. Mà mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng 8, số điện thoại là 0987 51086, website đồ gỗ Tùng 8. Trước mặt thì đây là phần dạ sập thờ đây, toàn bộ là được chạm thủ công bằng tay quý nhá. Được chạm thủ công bằng tay và rất là công bằng. Tôi cũng giới thiệu khá là nhiều rồi, tôi quay lại một vài chi tiết để tham khảo. Đây phần dạ chính sập thờ này. Bên trên này có dòng trầu mặt nguyệt, hoa văn khác. Ok mọi người. Hôm trước anh Trạc chắc xem mộc xưa hôm xưa đúng không? Xem mộc hôm xưa. Vâng. Xưa hôm xưa ra. Ok, rất cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm nhé.